nha. Mình đã tính hai tụi mình mất tên bà, mà không có bà xã luôn đây. Ở đây có các ngành chứng kiến là được rồi, đúng không? Thì thường ngày 8 tháng 3 đó, ngoài cái chuyện của mình thường như thế này, thì chúng ta có một cái trò chơi mà đó là có nhiều trò chơi, mình nhớ thôi, trò chơi rất là hay. Nhớ là tuổi thơ. Tức là, đúng rồi, từ tuổi thơ cho đến ngày hôm nay, mình có lỗi gì với vợ mình nói đi. Thằng dạo á. Dạ. 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 Dạ